Thưa quý vị, ngành nông nghiệp Tây Ninh đang tiếp tục triển khai 11 chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đã được tỉnh phê duyệt đến các thành phần kinh tế. Chính sách hỗ trợ lãi vay hỗ trợ 5% lãi suất cho người dân khi đáp ứng điều kiện sản xuất theo hướng an toàn, việc gáp, có liên kết tiêu thụ đầu ra. Đến nay thực hiện hỗ trợ lãi vay cho 7 dự án với tổng số tiền trên 1 tỷ 130 triệu đồng, đạt trên 47% kinh phí giao chính sách thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đến nay hỗ trợ hai cơ sở áp dụng việc gáp trên dưa lưới và sầu riêng, với tổng diện tích hơn 12 hecta tại huyện Châu Thành và Tân Biên, với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Hiện đã tiếp nhận và xem xét 18 hồ sơ đăng ký áp dụng quy trình việc gáp theo quy định. Các chính sách còn lại đang triển khai thực hiện theo quy định. Và từ cái chính sách này, chúng ta có tính chất lan tỏa có tính chất là đòn bẩy để cho những cái vùng nông thôn của chúng ta có điều kiện tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp làm cho người dân sẽ mạnh dạng hơn trong vấn đề đầu tư và sản xuất nông nghiệp đặc biệt là sản xuất theo chuỗi liên kết hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước giúp nông dân nâng cao năng lực sản xuất năng lực cạnh tranh đầu tư sản phẩm chất lượng để xuất khẩu